Giáp Việt bị chỉ trích dữ dội khi để lọt đoạn giáp nhạy cảm trên sóng truyền hình. Việc để lọt đoạn giáp với câu từ nhạy cảm của thí sinh Đắc Bi, Lê Hữu Khương khiến cho Giáp Việt bị chỉ trích dữ dội và nhà sản xuất đã cắt bỏ đoạn giáp này trên YouTube. Tối mùng 3 tháng 6, tập 2 của Giáp Việt mùa 3 đã lên sóng với những phần chinh phục huấn luyện viên cùng khán giả của các thí sinh dân tộc Raider, Đắc Bi, Juno Big Boy, Zai và Allen. Trong đó, phần trình diễn của thí sinh Đắc Bi, tên thật Lê Hữu Khương, với những câu giáp có từ ngữ không phù hợp đã vấp phải những chỉ trích từ khán giả theo dõi chương trình. Cụ thể, trong phần thi của mình, thí sinh Đắc Bi đã trình diễn bản giáp đóng băng trên nền nhạc gốc mình cùng nhau đóng băng của Tiên Cookie. Thế nhưng lời của bản giáp lại chứa những từ nhạy cảm như trời vừa sập tối anh xả vai, đi lượn vòng thành phố nhìn gân xinh lên đồ hay các em lại phát thêm rồ, phải ngoan thì mới được phát thêm đồ. Chữ đồ trong tiếng lóng của giới trẻ hiện nay có thể hiểu theo nghĩa là chất kích thích, không chỉ là đồ đạc, trang phục. Không chỉ vậy, trong một câu giáp, nam rapper còn nhắc về vị lãnh tụ của Việt Nam nhưng không hề liên quan đến nội dung bài hát khiến khán giả càng thêm bức xúc. Trên mạng xã hội, một số khán giả nhận xét khâu kiểm duyệt, biên tập ca từ, nội dung của ekip quá ẩu, dẫn đến việc lọt ca từ thiếu tôn trọng nhân vật lịch sử trong phần thi của thí sinh. Đội ngũ biên kịch nghĩ gì khi giữ phần lời này, ekip có thực sự kiểm duyệt khi cho phát sóng hay không? Giáp là cá tính, nhưng đừng đi quá xa, Giáp chỉ thực sự đưa lên giới mainstream vài năm nay. Một khi muốn làm ca sĩ đại chúng thì phải tôn trọng luật chơi của thị trường là một số bình luận của khán giả. Trên trang cá nhân, nhà báo Hà Quang Minh cũng đưa ra quan điểm, chỉ cần một biên tập kém cỏi đủ giết một chương trình và làm hại cả cậu rapper trẻ người non dạ. Phe này khéo phải xóa nội dung mất thôi, hệ lụy cả một tập thể. Trong khi đó, rapper Đắc Bi đối mặt làn sóng chỉ trích mạnh. Nhiều người cho rằng việc thể hiện cá tính thông qua âm nhạc nhưng sai lệch kiến thức, có phần thiếu tôn trọng của nam rapper khiến khán giả quay lưng với Giáp. Một số ý kiến cho rằng rapper dự thi nên hạ cái tôi xuống khi tham gia chương trình phát sóng trên đài truyền hình, có nhiều khán giả khó tính theo dõi, bao gồm trẻ em. Trước những ý kiến trên, chương trình chưa có phản hồi với truyền thông. Trên kênh YouTube chính thức, nhà sản xuất Giáp Việt có động thái cắt bỏ đi câu từ nhạy cảm và không đưa ra lời giải thích cụ thể. Trước đó, ban tổ chức Giáp Việt đã lưu ý thí sinh tham gia không sử dụng từ dung tục, nội dung 18+, đại từ xưng hô thiếu tôn trọng nhau trong phần thi.